15 phút đầu tiên của trận tài. Trọng tài đang chuẩn bị để bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Didier Drogba. Iñaki Williams. Vâng, đó chính xác là pha tấn công nguy hiểm nhưng nó đã bị ngăn chặn kịp thời. Drogba. Anh ấy đang luân chuyển quả bóng bởi những một tình huống dứt điểm. Cơ hội được liên tục tạo ra nhưng bàn thắng dẫn trước thì vẫn chưa tới. Michael Ballack. Iñaki Williams. Didier Drogba. Lukaku. Họ đã để mất bóng vào lúc này. Patrick Vieira. Roberto Baggio. Khán giả đang vô cùng thích thú với pha xử lý rất kỹ thuật vừa rồi. Một cú sút, cơ hội đã trôi qua với pha cản phá vừa rồi của thủ môn. Lukaku. Claude Makélélé. Patrick Vieira. Varane đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. Roberto Baggio. Đó là pha bóng nguy hiểm, một tình huống đá phạt. Anh ấy đang tỏ ra thiếu. Bàn thắng ở rất gần. Thế nhưng pha đá phạt lại đưa bóng đi không thành công. Patrick Vieira. Iñaki Williams. Đó là tình huống qua người tốt của anh ấy. Vâng, đó là pha cắt bóng tốt. Dù pha chuyền bóng đó là rất hợp lý. Drogba. Michael Ballack. Anh ấy đã truy cản vô cùng kịp thời để giành lại quyền kiểm soát bóng. Đó là cú sút, cơ hội đã xuất hiện. Claude Makélélé. Một đường chuyền tốt. Công sút đắm. Thủ môn vừa có một pha cản phá xuất sắc. Bóng đã trôi hết đường biên ngang rồi. Chắc chắn là một tình huống phạt góc. Đó chính xác là một cú sút. Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Drogba. Đó là một chân sút đẳng cấp. Một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Bàn mở tỷ số đã đến trong hiệp 2. Huấn luyện viên đang yêu cầu các cầu thủ dâng lên tấn công trong 5 phút thi đấu cuối cùng để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Varane. Đường chuyền bóng không thành công. Roberto Baggio. Pha qua người thành công của Drogba. Lothar Matthäus. Bàn điện tử đã được giơ lên. Hai cú giờ. Weber đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện